Thân chào mấy em đam mê xe Mobilus đã quay lại kênh của mình. Hôm nay tiếp tục mình giới thiệu với mấy anh em những mẫu xe mới hoàn thành bên mình nha. Những mẫu xe này những mẫu xe khách đã đặt trước và những mẫu xe có sẵn để cho anh em đam mê. Chiếc đầu tiên mình giới thiệu là chiếc Mobilus AV 37954 màu trắng, xe rất là đẹp nha, từ nước sơn cho tới các phụ kiện trên xe, máy móc mình đã làm rồi. Chiếc thứ hai là chiếc Mobilus AV 89960, mẫu xe này bản hiếm, bản đặc biệt, màu sơn và các phụ tùng trên xe đều là phụ tùng zin nha, mình dọn lại theo nguyên bản zin đã trở về nguyên bản rồi, anh em có thể xem nha, rất đẹp. Chiếc kế tiếp là chiếc Mobilus AV 3 1952, màu này là màu xanh ô liu, nhìn rất là cổ điển và rất là độc đáo. Trên xe tất cả các phụ kiện mình đã kèm theo hai túi và một yên, hợp với tông màu theo của xe. Và chiếc kế tiếp nữa là chiếc Mobilus AV 44960 màu kem, mình phối chung với các phụ kiện trang trí yên thương hiệu LV, nhìn rất là đẹp, rất là cổ điển, rất là sang trọng luôn. Anh em bây giờ nhìn xem lại tổng quát xe nha. Đây các chi tiết trên xe, bộ phận xe rất là đẹp. Rồi cảm ơn cả nhà theo dõi clip của mình. Anh em có nhu cầu mua xe thì liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0907584658. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Thân chào.